sáng sớm vừa thức dậy đứa bé đã kéo tay bố nó lại và hỏi bố ơi thế đêm qua con thấy bố với mẹ làm gì mà lạ vậy ạ à? ông bố hoảng hồn vội nói lái đi à bố mẹ bị mộng du đấy lần sau nếu thấy thế thì con phải nhắm mắt lại và kêu lên nhé cho bố biết để còn tỉnh lại ấy. dạ nhưng mà con kêu rồi nhưng bố không nghe ạ à? thế thì con phải gào thật to lên. Dạ con có gào đấy chứ. Nhưng lúc ấy mẹ gào còn to hơn cả con, nên bố không nghe thấy đấy ạ. À? <laughs> có một đôi tình nhân tán chuyện gẫu, cô nàng âu yếm hỏi chàng trai: sau này cưới em về thì ai nấu cơm? Anh nấu. Thế ai giặt giũ quần áo nào? anh làm. Thế quét nhà rửa bát thì ai làm? Tất nhiên anh chứ còn ai vào đây nữa. Chàng trai hôn cô gái rồi bảo, thế em không làm gì à? Cô gái giàu mỏ lên đáp, ôi, em cho anh và con bú đã mệt rồi, còn làm được gì nữa chứ? <laughs> Trò chuyện với cái ghế. Ghế này có khỏe không anh là ai mà hỏi tôi như ngang hàng với tôi không bằng ấy Ờ hay anh chỉ là cái ghế thôi chứ có gì mà cao ngạo như thế chứ thế anh không biết người ta chạy trọt luồn cúi hối lộ tranh giành cắn xé nhau thậm chí là đảo chính lật đổ nội chiến cũng chỉ vì tôi hay sao nói thật nhá anh cũng chỉ là thứ mà người ta gửi tạm cái bàn tọa thôi chứ cao sang gì đâu Bức tranh làm nên giá trị cho cái khung, nhân cách người ngồi trên ghế mới mang lại danh giá cho cái ghế, nghe chưa hả? Chú em đúng là đổ lý thuyết xuông mà, chính anh mày đây mới là người mang lại danh giá cho kẻ ngồi đấy, làm gì có chuyện ngược đời như thế chứ? Anh hỏi chú mày nhá, chú mày học hành tử tế, bằng cấp đàng hoàng, thông thảo ngoại ngữ, đạo đức sáng người, nói năng lưu loát, viết lách giỏi, tổ chức quản lý cử, túm lại là rất ổn đúng không nào? Ờ thì đại loại là như thế Thì sao nào Nhưng anh hỏi chú mày nhá Chú mày nói có ai nghe không Ờ thì là Đấy chú mày thấy chưa Nhưng nếu chú mày ngồi Lên chỗ của anh đây Tất nói sẽ có người nghe Đè sẽ ối kẻ sợ Vậy thì cái gì làm nên giá trị Chú mày hay là anh Con người hay cái ghế Anh nói thế Nghĩa là Kể cả rốt nát tham lam. Dối trá nịnh bợ. Hê hey, cứ ngồi được lên cái ghế là danh giá hay sao? Chứ sao nữa? Cũng con người ấy. Nhưng hễ hey, cứ tót lên ghế cao là bỗng nhiên nghe anh nói. Bọn em sáng ra. Sáng ra ngay. Không danh giá thì là gì chứ? Nhưng đó là cái danh hão báo gì đâu. Đúng. Danh thì hão Nhưng quyền lịch thì thật. Mà có quyền thì làm được nhiều việc lắm đấy. Đương nhiên rồi, thời nào thì cũng phải có quyền mới thực thi được chuyện này chuyện nọ chứ. Nhưng tôi hỏi anh ghế nhá, các ông chủ của anh, những người đã phải chi rất nhiều để có anh, họ thường quay lại dùng anh vào việc gì chủ yếu nào? Làm tiền, money ấy mà, để trước mắt là bù đắp chi phí, gọi là thu hồi vốn đấy đồng ý với anh trước mắt là thu hồi vốn thế còn sau mắt là gì là tiền chứ còn là gì thì để làm gì nữa có thế mà cũng hỏi à để đóng một cái ghế cao hơn biết chưa tôi kinh sợ anh rồi đấy đúng là chỉ vì anh mà người ta sẵn sàng trải trọt nịnh bợ hối lộ dối trá tranh giành cắn xé nhau chú mày nói đúng thực trạng của một bộ phận không nhỏ rồi đấy nhưng nếu không thế theo chú mày thì sao còn sao nữa phải công khai minh bạch thi thố khách quan bầu cử đàng hoàng ai có thực tâm thực tài thì phải được trọng dụng chứ có nghĩa là ghế phải đi tìm người chứ người người tài không đi tìm ghế chứ gì đúng là như thế đấy người tài ai người ta quỵ lụy cái vật bốn chân chứ chú mày nói rất đúng đúng quá cha của đúng chứ sao chỉ có một điều nho nhỏ thôi nói một câu cho vuông để chú mày buồn dần đi là vừa là điều gì vậy đó là cái đúng của những kẻ không có ghế chồng già hết đát nên em phải lấy chồng Dẫu già méo mó có hơn không, năm thì mời họa thôi cũng được, thì cũng cho xong phận má hồng. Chồng già nhưng cũng có lúc chơi ngông, có lúc hăng lên cũng bế bồng, chỉ tội ông già vui quá sức, đi đứng đôi khi cũng hơi cằm. Chồng già nên hết mực thủy chung, em trước ổng sau thiệt phát khùng, sợ em đói khát, sơi nem trả, làm cho ông mất mặt anh hùng phận hầm duyên ôi lấy chồng già ra đường đám bạn tưởng là cha bên em chúng cứ thưa chào bác nên gặp chúng đâu dám la cả ngao ngán em chỉ để trong lòng con thơ muốn bế cũng đành mong thôi thì cố dáng cho trọn kiếp mai mốt ổng thăng thế là xong <laughs> ngồi buồn kể lại chuyện xưa, chuyện mình hai đứa đêm mưa đá gà, bây giờ tuổi đã về già, gà thì còn đó nhưng mà có đá được đâu. Em đây đã có gà nòi, anh mang gà tới ta ngồi đá chung, gà em cao cổ đỏ mỏng, gà anh cứng cựa đừng hòng thắng anh, chỉ sau một lúc phân tranh. Gà em mỏng tái, gà anh gục đầu Thôi thì hẹn lại trận sau mình thay đổi thế biết đâu mình hòa. Ở đời sướng nhất đá gà, chỉ sau một trận cả nhà đều vui, thắng thua hai chữ hên xui, lần sau đá tiếp, em vui không nào. Con đầu gục con tái màu, vậy mà chúng nó ảo ảo sông vô, sợ nhất cái lúc gà khô. Con kia, cựa cũng sụi lơ gục đầu. Khảo mít. Cô hàng xóm trên tỉnh lại về quê mùng 5 tháng 5 để diệt sâu bọ. Hắn liền nhờ sang khảo mít hộ. Không ngờ cô ta nhiệt tình đến thế. Ôi giời, việc này thì em thích từ bé rồi. Anh về để trải dưới gốc. Leo sẵn lên cây đi. Em thay quần áo rồi sang ngay. Xong rồi quay sang khảo cây bưởi giúp em nhá. Cô nhanh nhanh đấy nhá. Quá giờ ngọ là mất linh nghiệm đấy vừa leo lên cây thì soạn một phát thấy nhựa mít dính ấm ấm ở dưới ấy thôi chết cha rồi vì thay quần cộc sang quần dài cho lịch sự với người ta vội quá quên cả mặc quần lót bây giờ bị soạc đũng tê hê cả ra thế nọ biết làm sao bây giờ chứ hắn đành kẹp đùi ngồi ôm vào thân cây mít để che đi cô hàng xóm đã ảo sang như cơn gió tuổi thơ vớ cái chảy dơ lên rộn rã này thằng mít kia mà mít dai hay mít mật vậy anh trên cây hắn bỗng nhập vai thành hồn cây mít trả lời dạ dạ chị bảo gì em ạ à? em là mít dai tao chồng mày năm mai mốt tháng mốt đất tốt nước lành nhổ cỏ cắt cành mà